Nhưng mọi người mẹ nó quay cho mọi người cái rau ngót giống bên em nhé mọi người nhé. Thì đầu tiên em sẽ quay cho mọi người xem là cái mảnh đất này nó như thế nào. Cái mảnh đất chai lì này, nhưng mà cái hạt mà nó không 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 được chắc lắm, em xảy ra em xảy ra thì em cũng tiếc là em xảy ra cái đất này để xem nó nở thì nó có luôn cái hàng rau cho em ăn đấy. Đây thì là cái một cái bãi đất ở trong này thì em trồng hoa, hoa sen đây. Thì là em xảy ra này em bỏ đây, em không có tưới gì đâu. Thì mọi người có thể xem cái tổ nảy mầm và cái tổ phát triển của cây loại cây rau ngót này nhé. Đây là mới đầu là cây nó mới ra nhú tai mầm đó, đây nó như này. Sau một thời gian nó sẽ ra hai cành, tức là hai tai lá. Một thời gian nó sẽ ra ba tai lá như này mọi người nhé. Đây. Những cây này là ra ba tai lá thì mọi người dễ nhìn hơn, nó dễ nhìn hơn. Nó rất nhiều cây đấy. Em chỉ xảy em bỏ những cái hạt mà nó không đủ đảm bảo ấy. Thì là em xảy em bỏ đây. Mà nó nảy mầm mọi người thấy không? Bên này đoạn này 4-5 cây rồi này. Đó. Đây là nó còn chưa nảy mầm hết mọi người. Nhiều cái đây. Như cái mầm này nó bị con dế ăn cụt vẫn rồi này. Và nó cũng xung xung vào nhau đó. Đây là em chưa có chăm tưới cho mọi người nhé. Tức là em chỉ xảy ra đấy bỏ mày sống thì mày sống mà mày chết thì mày chết thôi. Chứ em không chăm gì cả. Nên là tỷ lệ nảy mầm hạt bên em là nếu mà ai mà đúng kỹ thuật như của em hướng dẫn là trên 90%, rơi vào 94-95%. Còn nếu mà ai trồng mà nó thiếu một cái khâu nào đấy thì nó rơi vào 87% trở lên mọi người nhé. Đó. Nên mọi người yên tâm khi mua giống bên em là chuẩn, là chất lượng, là tỷ lệ nảy mầm rất là cao. Đây, những cái hạt này là dế nó ăn một hết cái ngọn mọi người. Dế nó ăn rồi. Đấy. Và nó nảy mầm lên rất là nhiều luôn, tất cả cái bãi này luôn này. Đó. Cái hạt này là ra nó ra nó nảy mầm hết rồi. Chỗ này xun xun 2-3 cây một rồi người đó. Lá nó ngót đây. Mình sẽ quay cho mọi người cái lá to hơn. Xem quả bọn này là to hơn. Bọn này lá to hơn này. Ok này. Nó ra trước thì lá to hơn đấy mọi người. Đúng là mọi người yên tâm mua hạt giống mới đừng là đảm bảo luôn. Nói chung là thì nào thì của đấy. Không có cái gì mà là dễ mà lại chất lượng được đâu. Nên là mọi người không so vì giá, nếu mà cái số tiền mình bỏ ra là lên giống chuẩn và cái đạt chất lượng nữa, đạt cái năng suất công phần trăm thì là ok mọi người nhé. Đây, em chỉ quay cho mọi người qua qua mà em không có làm cỏ gì đâu. Đây, chỗ nào nó lại mầm thôi mọi người. Qua qua đây. Là cũng là cỏ nó rộng gì thôi. Còn núi đây em cũng có cào bỏ ra cho nó đang chết cỏ rồi. Ừ, nó lên rất là nhiều luôn. Đây. Nhưng mà ai mua giống bên em thì không phải lăn tăn gì nhá. Em quay luôn cái chỗ đất chai lì của nhà em như thế này mà mọi người chăm không nảy mầm thì mới là lạ đấy. Nên là bên em về kỹ thuật gieo trồng thì em sẽ hướng dẫn cụ thể từng khách khi mua hàng. Nếu mọi người mua hàng thì liên hệ em số điện thoại 0983 517 796 liên hệ này, hoặc là qua Zalo số này cho em nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé.